Vâng, thì một lần nữa em cũng quay lại với quý cô chú anh chị mình. Thì đây, em đã trở lại với quý cô chú anh đây. Thì hôm nay em cũng đến với quý cô chú anh chị mình với một diện mạo thật là mới luôn ha, thật là lịch sự lịch lãm luôn ha. Thì cũng có một cái nhà rất chi lịch sự của Cường muốn gửi đến quý cô chú anh chị mình luôn. Đây, đây là căn nhà thực tế của em, diện tích là 520 nha quý cô chú anh chị, một trệt một lầu, dạ là 4 phòng ngủ, có sân trước sân sau, có giếng trời đầy đủ nha quý cô chú anh chị ha, và có đặc biệt là có năng lượng mặt trời luôn ha quý cô chú anh chị nha. Thì mời quý cô chú anh chị theo chân Cường vào nhà để tham quan nhà ha quý cô chú anh chị. Thì trước tiên là hàng cửa bảo vệ của ngôi nhà của mình. Thì cửa bảo vệ ở đây đấy là có 4 cánh nha quý cô chú anh chị ha. Sắt thì rất là chắc chắn luôn, được sơn màu rất là ok ha, thực sơn tĩnh điện chống rỉ sét luôn ha. Tay cầm bằng inox ha. Thì phía bên trong đây là khu vực của sân trước. Thì ở khu vực sân trước này hai bên em có dán gạch lên 1m6 luôn. Đấy, rất là đẹp luôn ha quý cô chú anh chị ha. Dựng bận dán gạch lên luôn. Em bên vật liệu xây dựng có tặng cho mình riêng một bộ bàn ghế để mình ngồi luôn ha. Đây, bên đây thì em có để sẵn cho mình một cái ống nước, cấp nước luôn ha. Nhà thì hàng cửa rất là có 2 trụ hai bên, rất là ok ha. Được sơn chỉ vàng nha quý cô chú anh chị. Đấy, rất là đẹp và ok luôn ha. Thì hai bên vẫn là em có sân ngoài em vẫn dán gạch lên trên để tạo cái độ sạch sẽ cho mình luôn ha, độ sáng sủa luôn. Thì bên trong nhà là cánh cửa lớp bảo vệ thứ hai, vẫn là 4 cánh, sắt, được sơn tĩnh điện chống rỉ sét và những uio kính rất là đặc biệt luôn ha. Kính mấy quý chị cô chú anh chị mình thấy không, rất là đẹp, rất đặc biệt ha. Đây là lớp cửa bảo vệ. Thì bên trong là không gian của phòng khách. Thì trước đi đến không gian của phòng khách thì em xin giới thiệu cho quý cô chú anh chị mình biết là nhà là diện tích là 520 nha quý cô chú anh chị ha. Đây, nhà diện tích là 520 và đây là phòng khách của mình. Thì phòng khách nền gạch là 80 vuông, gạch 80 vuông men bóng kính luôn nha quý cô chú anh chị ha. Đây, gạch bên hai bên vách sông thì em vẫn ốp lên 1m6 rất là sạch sẽ để cho mình tiện nghi cho việc dọn vệ sinh của mình luôn ha. Thì bên trên là trần thạch cao. Đây, được đóng được hợp rất là đẹp nha. Đấy, xung quanh là có bóng đèn led chiếu sáng và đóng đèn chiếu sáng luôn. Thì bên đây em có thiết kế tỉ mỉ cho quý cô chú anh chị mình là để cho quý cô chú anh chị mình là dây cáp nè, dây wifi, dây giống như dây cấp của An sẵn cho mình luôn ha. Thì chu vi của phòng khách mình khoảng 25m2 nha quý cô chú anh chị ha. Thì mình ăn gian được cái chân cầu thang nữa thì nó còn rộng hơn tí xíu nữa, nhìn rất là rộng, rất là thoải mái luôn cho cái việc tiếp khách của mình, rất là ok luôn ha. Đấy, đây là vị trí cầu thang, vẫn là cầu thang nổi nha quý cô chú anh chị ha. Thì vị trí cầu thang tí xíu em sẽ nói tiếp cho quý cô chú anh chị mình biết luôn. Thì đây là căn phòng, vẫn sau cầu thang vẫn là cái căn phòng này ở dưới tầng trệt của mình để cho mình cho những người lớn tuổi, trẻ em gì đó không phải đi lại ha. Có đầy đủ đèn chiếu sáng nè, đèn ngủ nè, công tắc CB của máy lạnh luôn ha. Đấy, trần thì dựng hợp rất đẹp ha. Cửa là cửa gỗ, chất liệu này là đặc biệt rất là ok luôn, rất là chắc chắn, rất là đẹp luôn, bảo hành cho quý cô chú anh chị mình luôn ha. Gạch thì từ trên xuống dưới em đều ốp hết cho mình luôn nha, rất là sạch sẽ, ốp lên 1m6 hết nha. Thì đây là không gian của cái phòng bếp. Đây, thì trước khi đến cái không gian, giới thiệu về cái không gian phòng bếp thì em xin nói cho quý cô chú anh chị mình là nhà này em đã làm xong về mọi mặt giấy tờ luôn, từ sổ, giấy hoàn công đồ đầy đủ, bản vẽ đồ luôn ha quý chú anh chị ha. Thì xíu nữa em sẽ nói rõ về phần đó. Và đây là không gian của phòng bếp mình. Thì không gian của phòng bếp mình thì bên đây em đặt là khoảng 12m2 ấy. Bên đây em đặt cái tủ gỗ ha. Đây, tủ gỗ thì toàn bộ chất liệu tủ gỗ bên đây đều là cao cấp hết ha. Và kính đây mình để ở đây, ốp chén giữa ốp đây ha. Đó, rất là đẹp, rất là tiện nghi luôn. Phía dưới là đá hoa cương đen, có kim tuyến, kim sa rất là đẹp, nguyên mắt mèo rất là đẹp ha. Và đây là vòi nước. Đây. Thì Cường thiết kế thêm cho mình là hai chậu hai bên để mình rửa nước, rửa rau và rửa chén ha. Có ngăn rất là sạch, rất là ok luôn, nước là rất là mạnh luôn nha quý vị ha. Thì đây là tủ gỗ của mình ha. Đây, thì các ngăn tủ gỗ rất là ok luôn ha, rất là đẹp luôn ha. Đấy. Đấy. Toàn bộ chất liệu cao cấp hết luôn nha quý anh chị. Và đây là khu vực của sân sau, khu vực của giếng trời mình. Đây, như quý cô chú anh chị mình thấy phía sau vẫn len ốp gạch luôn, 1m6 hết toàn bộ luôn ha. Gạch hiệu khác. Đặc biệt phía trên giếng trời quý cô chú anh chị mình thấy nè. Tí xíu em lên trên em sẽ kéo dậy cho quý cô chú anh chị coi mình thiết kế về giếng trời. Phía dưới là trường với ô lấy ánh sáng và sắt ha. Thì đây khu vực của nhà vệ sinh toilet mình nằm ở phía ngoài ha. Đấy, bên trong thì em dán gạch lên tới tận trần luôn. Trần thì em đổ thiệt ha. Thì chỉ có một bóng đèn chiếu sáng thôi nhưng đầy đủ các trang thiết bị của nhà vệ sinh hết. Ở đây là có máy nước nóng, nước lạnh rồi nha quý cô chú anh chị ha. Đây, giờ xem sẽ test cho quý cô chú anh chị mình xem luôn. Đấy, rất là mạnh luôn ha. Đây là nước nóng, nước lạnh của mình luôn ha. Đấy, ok luôn ha. Và bên đây là kính và bồn rửa mặt ha. Bên đây là vị trí của lavabo bồn cầu. Đây là ống chờ, ống cấp nước và ống xả của máy giặt mình ha. Em thiết kế để ở ngoài, tại vì ở bên trong em đã làm rất là kín rồi, nên máy giặt mình thể đem ra ngoài nó rất là an toàn, không phải bị mưa ha. Thì đây là vị trí của cầu thang. Thì vị trí cầu thang là tay cầm vẫn là tay cầm gỗ nha quý cô chú chị ha. Tay cầm gỗ. Phía dưới là sắt, qua văn bằng sắt ha. Nền của cầu thang là đá hoa cương đen ha quý cô chú anh chị, rất là đẹp luôn ha. Thì đây là có đèn của khu vực cầu thang luôn ha. Em vẫn có len gạch bằng, em vẫn len bằng đá hoa cương luôn, nhìn rất là sạch luôn. Cầu thang khoảng 1,5 m, rất là rộng rãi, đi rất là thoải mái luôn. Vận chuyển đồ đạc lên rất là ok. Thì đây là em đang đứng trên cái tầng lầu của nhà mình. Thì công năng sử dụng của tầng lầu là 3 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh, phía sau có cái giếng trời luôn nha. Thì đây em sẽ giới thiệu đặc biệt từ trên xuống dưới đi. Mình giới thiệu ngược lại đi. Đây là phòng ngủ thứ nhất, là cũng có vị trí ban công ở ngoài luôn. Phòng ngủ này là cực kỳ rộng ha. Thiết kế phòng ngủ này cực kỳ rộng, trần thạch cao, dược hợp, sơn kiểu, bắt chỉ màu rất là đẹp luôn ha. Có đèn chiếu sáng, đèn ngủ. Đây, cổng chờ của wifi và cổng chờ của mạng mình ha, cáp của mình ha. Và đây là khu vực của ban công. Thì hôm nay em sẽ đi phần này trước đi. Đây, khu vực của ban công mình. Đấy. Như quý cô chú chị mình thấy không? Khu vực ban công thì có một cái gọc và hình vuông. Từ bắt chỉ rất là đẹp ha. Phía ngoài vẫn có một đây đèn led chiếu sáng. Thì xung quanh đường trước mặt mình là đường 7,5 m nha quý cô chú anh chị. Đấy, đường 7,5 m, có vỉa hè 3 m, mỗi bên 3 m là 6 m, là tổng cộng khoảng 14 m nha quý cô chú anh chị ha. Thì khu đây là khu rất là an ninh, rất là cao tầng. Khu này là khu tái định cư của Tân Kim nha quý cô chú anh chị mình nhớ mẹ ha. Đây, rất là ok luôn. Nhà này có, và bên đây cũng có đặt một cái cửa sổ rất là lớn luôn cho mình lấy thêm cái ánh sáng vào phòng ngủ này, rất là thoải mái luôn ha. Và đây là cái phòng ngủ thứ hai. Thì cái phòng ngủ thứ hai mình chỉ vừa thôi chứ không được lớn bằng cái phòng ngủ thứ nhất ha. Thì trong phòng ngủ thứ hai mình á, đây vẫn có đầy đủ đèn, 2 bóng đèn chiếu sáng luôn ha. Đấy, một bóng đèn ngủ, phía trên thì được bắt hơi sâu và chăn rất đẹp luôn. Ngoài ra thì bên đây em thiết kế nè, có CV rất là giỏi cho quý chú anh chị biết rồi, CV của máy lạnh ha. CV này của máy lạnh ha. Đây là ổ điện, đây là của wifi, đây là của cáp ha. Cái công chờ em để sẵn luôn. Nhà này em thiết kế rất tỉ mỉ quý chú anh chị mình khỏi lo về cái mặt này luôn ha. Cửa là cửa gỗ luôn, cửa gỗ rất là ok. Thì gỗ này là gỗ chàm nha quý chú anh chị, đặc biệt gỗ chàm mình rất là cứng đó ha. Gỗ chàm vàng mình rất là cứng, rất là chắc chắn luôn. Đây là cái phòng ngủ thứ ba của mình. Thì phòng ngủ thứ ba cũng như phòng ngủ thứ hai, diện tích bằng nhau thôi. Đấy, thì cũng đầy đủ trang thiết bị. Phía trên thì được bắt ngôi sao và mặt trăng được tô màu, được sơn màu rất là đẹp ha, bắt chỉ rất đẹp ha. Đây có đèn ngủ, 2 bóng đèn ngủ và một đèn sáng. Vẫn có CV của máy lạnh, vẫn có đầu chờ của cáp và wifi luôn ha. Bên kia mình có lại em có đặt riêng thêm một cái ổ điện cho mình nữa kìa. Đây, điều đặc biệt thì em xin giới thiệu sau. Ở đây là toilet. Toilet em đặt phía ngoài luôn. Đấy. Nhưng trước khi giới thiệu toilet em xin giới thiệu cái đặc biệt của mình. Đây là giếng trời của mình. Đây là khu vực giếng trời. Đây mình nhìn xuống dưới là hồi nãy dưới mình đứng quay lên á, có song sắt đây nè. Là giếng trời rất là chắc chắn ha. Em đứng lên là rất là ok luôn ha. độ an toàn rất là cao. Và đây là cái giếng trời, cái kéo để cho mình lấy ánh sáng đó, rất là nhẹ nhàng luôn, từ phụ nữ cho tới trẻ, cái em trẻ nhỏ, người gầy người ốm gì đó đều làm được, chứ không phải cần những người khỏe mạnh ha. Đây, đây lấy ánh sáng, nếu trời mưa thì mình kéo lại, rất là nhẹ nhàng ha, rất là nhẹ nhàng luôn ha, rất là ok luôn. Đây là đặc biệt ở đây là giếng trời, từ trên thông xuống dưới, mình thẳng xuống dưới luôn. Đây, đây là khu vực giếng trời, và đặt thêm một cái vòi nước cho mình luôn ha. Bên trong đây là toilet, thì toilet đầy đủ luôn, quý cô chú anh chị mình phải lo ha. Đấy, đầy đủ luôn, nước thì ok luôn ha. Giờ sen nè, kính nè, quần rửa mặt nè, quần cầu nè, ok luôn ha. Đấy, ở đây là có mấy bồn nước nóng nước lạnh luôn ha, và năng lượng mặt trời nha quý cô chú anh chị ha. Đây là cửa phía ngoài, là cửa lùa cửa kéo ha. Như quý cô chú anh chị mình đã thấy không, thì phía trên nóc nhà là có bình chứa nước, bồn chứa nước của Đại Thành nè, có năng lượng mặt trời ha, chất liệu là ngói luôn nha quý cô chú anh chị ha. Nhà là một tấm đổ thiệt đúc suốt luôn ha quý cô chú anh chị. Quý chú anh chị nhìn rõ mẹ em ha, thì nhà xung quanh là vách sông em được sơn nước đầy đủ luôn ha, hai bên vách sông em sơn nước rất là ok luôn. Thì em sẽ phần này em sẽ báo giá trực tiếp cho quý cô chú anh chị mình biết luôn, khỏi thắc mắc về giá cả nữa luôn ha. Thì giá thì trước khi báo giá của ngôi nhà này thì em xin nhắc lại, nhà nằm ở trục đường quốc lộ 50, cách cầu Ông Thìn 1 km là ngay tới nhà luôn. Đường nhà trước mặt nhà là đường 7 m, có vỉa hè 3 m luôn nha quý cô chú anh chị ha. Thì giá của ngôi nhà của mình là 2,750 tỷ nha quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị nhớ rõ cho mình là 2,750 tỷ. Nhà một trệt một lầu, 4 phòng ngủ, 2 toilet, có sân sau, giếng trời ở trên và ở dưới luôn nha, có năng lượng mặt trời, có bồn chứa nước, nhà được lợp bằng ngói đúc suốt, một tấm đúc thiệt luôn nha quý cô chú chị ha. Cường cam kết với quý chú chị mình là đúc thiệt luôn. Thì nhà của em là 2,750 tỷ, quý cô chú chị nhớ cho em ha. Đó, cái giá rất là hữu nghị ok luôn, giấy tờ toàn bộ hoàn công nè, bản vẽ nè, sổ hồng nè, là bên em đã làm sẵn hết quý cô chú anh chị mình luôn. Quý cô chú anh chị mình chỉ cần sang tên qua và dọn về ở thôi. Quý cô chú anh chị mình xem kênh của em á thì nhớ đăng ký, bấm đăng ký ủng hộ ở bên em ha, để nhận được nhiều thông báo mới về nhà và sản phẩm của bên em ha. Vâng, xin chào quý cô chú anh chị.